Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, kính thưa quý vị và các bác, hiện tại là ở trên màn hình của các bác đang là một cặp JBL KI81 và một chiếc vang liền công suất tích hợp giải mã. Và dòng này chính là dòng WeWoods KM3000 la mã. Và chiếc KM3000 la mã này thì nó có revert chỉnh riêng ở bên ngoài quý vị nhé. Đấy, đây là có revert chỉnh riêng ở bên ngoài này, delay, repeat. Và ở đây thì chúng ta có cửa đánh súp ra ở đằng sau các bác nhé, to nhỏ của súp và đường cắt cốt. Bên này thì có bát trông chép của nhạc, của mic, và đây là bát chép của nhạc. Và chúng ta effect thì chúng ta có thể ấn vào đây, chúng ta chỉnh ở đây nữa các bác nhé. Đấy thì em đã có video, em có video hướng dẫn các bác chỉnh cái này rồi đấy ạ. Đấy, kể cả ở bên này system này nữa. Đấy thì cũng đều có cái video em hướng dẫn các bác rồi. Đấy thì video này là em làm theo yêu cầu của bác Quân ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì bác Quân này bác ấy có yêu cầu bên em là ghép cho bác ấy là một KM3000 la mã cộng với lại một JBL KI81. Đấy, nên là đánh thử nhạc và hát test thử xem là bộ này có hay không. Thì theo yêu cầu của bác Quân thì hôm nay em sẽ làm một cái đoạn video em ghép bộ này lại với nhau. Đấy, còn mic thì bác Quân bác ấy có rồi. Thì bây giờ em sẽ test nhạc. Đấy, em sẽ test nhạc và em sẽ hát một bài cho quý vị và các bác chúng ta cùng cảm nhận cái bộ này. Và cái bộ này JBL KI81 thì là hàng bãi Mỹ xịn quý vị nhé. JBL KI81 là hàng bãi Mỹ xịn. WeWoods KM3000 la mã thì hàng của WeWoods, thì các bác chúng ta không cần phải giới thiệu quá nhiều rồi đúng không ạ? Đấy, bởi vì là hàng của WeWoods là quá chất rồi. Đấy, quá chất và quá là đỉnh rồi. Vâng. Và chiếc KM3000 la mã này thì nó có đầy đủ là Bluetooth, cổng quang, rồi là đường ra trầm. Đấy, tức là có những cái đường vào mà tiên tiến nhất bây giờ luôn các bác nhé. Đấy, có những cổng vào mà tiên tiến nhất bây giờ luôn. Đấy, bây giờ em sẽ test thử một đoạn Roomba, các bác chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận các bác nhé. Đấy, và chiếc KM3000 thì rất là đẹp, mặt phay nhôm. Đấy, mặt phay nhôm màu trắng sữa rất là đẹp luôn, rất là đẹp các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ test ra một bản Roomba trước các bác nhé. Tiếng bát thì rất là sâu và tiếng chép thì nảy tành tách luôn, có đúng không ạ? Vâng, và chiếc KM3000 này thì nó có 4 cửa ra các bác nhé. Đấy, có 4 cửa ra. Và bây giờ em sẽ hát test thử nhé. Đinh 1 2 3 4. Một tình thương trong tim sương rớt trên vai, qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài, gắn xuống yên thủy một cơn gió buồn khơi chuyện ngày qua. Nhớ lúc xa xưa tôi có người em, tuổi em chẳng tròn, tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư tôi giấu đời trai và mộng đắm trên giữa tuổi trắng rằng lìa xa gắn ấm không hề gặp nhau. Mùa học trò còn buồn vu vơ thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Mưa trắng đen vào khung cửa nhỏ, ngỡ không là người thử ngang trong mơ, vực vân vương và hò nơi xưa, nước vầng trăng vòng gạt đi trường, chẳng còn ý trên lối chiếc thì còn nhiều thong thiên và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trong đây, lối xưa đón người ước vọng nên đời và tay trong tay. Đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn, nắng ấm lên rồi tàn đêm gắn xuống tôi về chuyện xưa. Dạ vâng, vừa rồi thì em cũng đã hát test thử bằng cặp loa JBL KI81 và chiếc vang liền công suất KM3000 mã. Vâng, tiếng hát rất là thoáng các bác ạ. Và nó có thêm cái tiếng reverb nữa. Cho nên là hát thì chúng ta hát cảm giác là nó rất là hay quý vị ạ. Đấy, hát nó rất là thoáng tiếng. Và cái reverb của nó rất là, em rất là khoái tiếng reverb của cái chiếc KM3000 mã này quý vị ạ. Vâng, và đây là bộ mà em ghép theo yêu cầu của bác Quân ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bác yêu mến, ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em, các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển. Hoặc các bác có yêu cầu về cái bộ như thế nào thì các bác chúng ta comment bên dưới, hoặc các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em nhé. Vâng, cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều đã quan tâm, ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em thời gian qua. Bác nào chúng ta chưa ấn đăng ký kênh, chưa ấn chuông thì các bác chúng ta hãy ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.